Tôi là Thierry, tôi là Pháp. Tell you, vô Việt Nam. Tôi là Xavier, tôi là nói Pháp và Việt Nam. Tôi tập võ sang Quyền Pháp và tôi yêu Việt Nam. Tôi là Olivier Grazon. Tôi là Minh Long Tyson, Võ Đào, Võ Cơ Chiên, Việt Nam. Tôi là Romain, tôi là người Pháp. Tôi tập võ cổ truyền Việt Nam trong 15 năm. Tôi yêu võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tôi là Sarah. Tôi đến từ Pháp. Tôi học võ Việt. Thưa quý vị và các bạn, nước Pháp là một trong những cái nôi hình thành và phát triển võ thuật của người Việt ở nước ngoài. Sau đây chúng ta tiếp tục cuộc hành trình khám phá võ Việt Nam tại Paris và miền Bắc nước Pháp. Nơi đây có rất nhiều võ phái Việt Nam hoạt động, tạo nên một phong trào luyện tập võ thuật lớn mạnh. Mỗi võ phái đều có những nét riêng khác nhau, nhưng đều mang một tinh thần người Việt, khí phách Việt Nam, tinh thần thượng võ và lan tỏa những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của người Việt tại nước ngoài. Môn phái Minh Long Tây Sơn Võ Đạo Quốc tế do võ sư sáng tổ Trần Minh Long thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Nền tảng ban đầu của võ phái là những kỹ thuật chiến đấu của người dân vùng núi phía đông bắc Việt Nam, nay thuộc hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn. Năm 1975, võ sư Trần Minh Long qua đời tại Paris và võ phái tiếp tục được phát triển bởi hai vị trưởng môn đời sau là võ sư Louis Marion và người con trai của ông, võ sư Frederic Marion. Những người kế tục võ phái đã tìm về Việt Nam để tìm hiểu và tri ân quê hương của người sáng lập môn phái. Trong quá trình đó, họ tìm được hậu duệ của sư phụ Trần Minh Long tại Nam Trung Bộ và cùng nhau kết hợp tinh hoa của võ phái với các kỹ thuật võ thuật của hệ phái Tây Sơn Bình Định để tạo nên võ phái Minh Long Tây Sơn Võ Đạo. Thầy Marion đã tìm thấy gốc rễ của thầy Trần Minh Long tại Nha Trang, đã gặp Nguyễn Phạm Hoàng và cùng nhau mở một trường võ tại đó. Hiện tại, thầy Hoàng là phó chủ tịch cũng như đại diện của Việt Nam tạo Liên hiệp quốc tế võ cổ truyền Minh Long. Hiện nay, võ phái Minh Long Tây Sơn Võ Đạo đã được phát triển thành Liên đoàn Minh Long Tây Sơn Võ Đạo Quốc tế. Võ phái đã có hệ thống võ đường tại 11 quốc gia nằm trên 4 châu lục là châu Á, châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ, với gần 4.000 môn sinh theo học. Là người dạy võ cổ truyền Minh Long Tây Sơn Võ Đạo, tôi cần phải truyền đạt được ngọn lửa của thầy Minh Long và thầy Louis Marion đã thắp lên với 3 giá trị cơ bản: sự kính trọng, sự sẻ chia và tình hữu nghị. Chúng ta đang theo dõi bài võ Tam Long Quyền do huấn luyện viên Julien Marion của võ phái Minh Long Tây Sơn Võ Đạo biểu diễn. Đây là bài quyền thảo võ cổ truyền Việt Nam có xuất xứ từ dòng võ Tây Sơn. Bài quyền rất coi trọng các thế tấn khi di chuyển, có tính đối xứng rất cao, nghĩa là luôn luôn có trên có dưới, có trước có sau, có nhanh có chậm, có cương có nhu, có lúc ào ạt vũ bão nhưng có lúc lại nhẹ nhàng như lá rụng. Vì vậy, các động tác tung người lên cao rồi hạ thân xuống đất thường rất nhẹ nhàng, mềm mại. Võ sư Julien Marion được sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật. Anh là con của võ sư trưởng môn đời thứ 3, Frederic Marion, là cháu nội của cố võ sư Louis Marion. Tôi đã tập võ Việt Nam từ khi tôi mới biết đi bởi bố của tôi. Tất cả thành viên trong gia đình tôi đều tập võ Việt Nam. Ngay cả chị gái tôi, Emily, đã cưới một người Việt Nam. Và giờ đây chồng chị ấy và cháu gái của tôi cũng là những người tập võ Việt Nam. Còn đây là bài võ Ngọc Tràn Quyền, một trong số các bài quốc võ của võ cổ truyền Việt Nam. Người đang biểu diễn bài quyền thảo này là Hòa Sơn Dan Pierre, cậu bé Việt Nam được võ sư Thierry Dan Pierre, trưởng môn phái Hòa Sơn Võ Đạo, nhận làm con nuôi.
Ngay từ nhỏ, Hoa Sơn Đen Pierre đã được người cha nước ngoài dạy dỗ từng thế võ của dân tộc mình. Sao? Võ sư Thierry Dempierre cho đến năm 2018 đã tập luyện võ cổ truyền Việt Nam được 37 năm. Trước đó, ông đã từng tập một số môn võ khác, nhưng cho đến khi sang Việt Nam, ông đã bị võ Việt Nam chinh phục bởi nhiều kỹ thuật độc đáo và sự chân tình, thân thiện, cởi mở của con người Việt Nam, làng võ Việt Nam. Sau nhiều lần về Việt Nam và tập với các thầy người Việt, tôi quyết định mở một trường võ dành cho tất cả mọi người, từ những đứa trẻ 5 tuổi cho đến người già. Tôi đặt tên trường là Hòa Sơn, theo ngọn núi mà tôi hàng ngày lên để luyện võ ở Việt Nam. Hòa có nghĩa là hòa bình, Sơn có nghĩa là núi. Khi về Việt Nam, tôi được mọi người chia sẻ về võ thuật, xã hội và nhiều thứ khác, nên tôi muốn chia sẻ điều đấy cho các học viên của mình. Dù thời gian thành lập chưa lâu, nhưng Hòa Sơn Võ Đạo và võ sư Thierry Dempierre luôn mang theo khát vọng phát triển võ phái ngày càng lớn mạnh hơn. Quan điểm của người đứng đầu Hòa Sơn Võ Đạo là luôn khuyến khích các học trò của mình phấn đấu trưởng thành để sau này họ có thể tự mở võ đường riêng để phát triển võ thuật Việt Nam. Hãy luôn khát khao vươn lên và mở rộng tấm lòng với tất cả. Hãy dành tình yêu thương cho mọi người để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến muôn nơi. Đó là điều mà võ sư Thierry Dempierre đã học được từ những người thầy võ Việt Nam. Và đó cũng là những giá trị nhân văn cốt lõi, là con đường mà các thế hệ võ sư Việt Nam đầu tiên mang võ ra nước ngoài như đại võ sư quốc tế Nguyễn Đức Mộc đã thực hiện để khẳng định vị thế của võ thuật Việt Nam, của văn hóa Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đó là tinh thần xuyên suốt từ nhiều năm qua của võ phái Sơn Long Quyền Thuật, dưới sự dẫn dắt của võ sư sáng lập Nguyễn Đức Mộc và các thế hệ học trò người nước ngoài kế thừa di sản của thầy sau này.